giảm cái u nó bằng hàm báo, nhưng 3 ngày nó còn 50% giảm. Trong vòng 1 tuần tôi bôi lần 2 tôi thấy nó giảm nhanh quá, tôi bảo là cái sản phẩm này rất tốt, công nghệ nano nó chưa thấm thấu đi vào trực tiếp trong máu và nó làm tan cái cục cái khối u của mình cứng như vậy mà nó làm tan rất nhanh. Đó, trong vòng 1 tháng là không còn một thứ nào nữa. Về kết quả của gia đình tôi ấy, đối với lại cái công nghệ nano ấy, thì nó rất là tuyệt vời. Tôi cảm thấy nhà khoa học đã nghiên cứu ra những dòng sản phẩm, tôi phải trực tiếp yêu sản phẩm và giúp cho nhiều người, giúp cho rất nhiều người, từ những người ngồi che nan và những người nằm trên giường đã liệt khối thịt, giúp cho những người đó bây giờ họ đã trở lại người bình thường, đi làm được và không phải ai phục vụ nữa. Và đối với những người làm đẹp thì tôi cũng chia sẻ cái sản phẩm cho mọi người được yêu đến cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Thì đến nay trong ngày buổi chiều hôm nay trực tiếp là tôi cũng đã hỗ trợ cho một cháu năm nay 26 tuổi là cháu Điểu Sơn ở tại xã Phổng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Cháu bị tai nạn xe máy 4 năm nay. Đó. Mà ngày hôm nay tôi làm ba người luôn, một người tai biến và cái trường hợp thì phải đến nữa. Một ngày làm ba kết quả, hai vợ chồng đi làm từ sáng đến chiều luôn. Thì có cái trường hợp của cháu Điểu Sơn này á, là tai nạn 4 năm. Bây giờ các cái chân tay của cháu nó run hết, nó chuyển sang bắp sơn. Và các cơ của cháu là bây giờ nó đang teo rút. Cơ thể của cháu nó rất là đang nguy cơ nó bị lão hóa đó. Cái tế bào nó chết rất nhiều trong cơ thể. Nó oxy hóa, lão hóa đó. Thì tôi làm xong trong vòng 1 tiếng rưỡi là cháu nói chuyện được. Lúc đầu cháu khó nói, nói nó rất là ngọng ngữ mà cái lưỡi nó rất là cứng. Kết quả của cháu là sau khi bôi toa và xịt sản phẩm Quinano, cháu đã nói được nhanh hơn và nhẹ nhàng hơn, và cháu đi lại nó có cái chuyển hóa về cái sự phản ứng chữa lành và có cái dấu hiệu nó mềm các cơ ra. Và tôi mở các huyệt cho cháu thì thấy là cái cơ thể của cháu tự nhiên nó thay đổi, cháu thấy nó nhẹ nhàng hơn. Đó, cái kết quả rất tuyệt vời là trong 1 tiếng rưỡi thôi. Và tôi sẽ làm cho cháu nó có một cái kết quả chuyển đổi đi là tôi mới ra về. Đó. Thì còn về khách hàng thì nói chung là ngày nào tôi cũng phải 2-3 khách hàng sử dụng sản phẩm rồi trải nghiệm trực tiếp. Đối với bệnh tai biến hay là về tắc nghẽn mạch máu, xương khớp, đó, nguyên nhân do gốc tự do gây lên trong cơ thể chúng ta thì sản phẩm nó hỗ trợ rất là tuyệt vời. Thì đối với cái tuổi lão hóa càng cao thì cơ thể chúng ta cái gốc tự do nó càng cao, nó ở trong cơ thể thì nguyên nhân ăn uống rồi sống môi trường rồi đối với nam giới kể cả là việc kia đưa vào trong cơ thể nó nên là cái gốc tự do trong cơ thể. Thì về sao ạ? Đối với sản phẩm của chúng ta là ngoại sinh. Đấy. Luôn luôn tôi yêu sản phẩm đưa vào trong cơ thể là nội sinh. Đó. Thì ngoại sinh thì sao ạ? Sản phẩm của chúng ta nó có các cái dưỡng chất 28 loại thảo dược và 54 dưỡng chất cung cấp đi trực tiếp vào trong mạch máu, các tinh mạch trong cơ thể chúng ta và cung cấp các cái dưỡng chất đó để nuôi các tế bào, từ tế bào thần kinh và tế bào da, tế bào tóc. Và nó hồi phục được các cái chức năng gan, đường tiêu hóa và tuyến thủy thận sẽ khỏe mạnh trong cơ thể và được tiêu hóa. Thì tôi cảm nhận là cái sản phẩm của chúng ta sử dụng đúng đủ đều, kết quả cho biết ngay. Đối với những người mà người ta đi bệnh viện mà nó chữa đến mấy tháng ở bệnh viện mà không có kết quả, mà về nó càng mỗi ngày được sức khỏe nó suy kiệt đi, nó yếu đi. Nhưng mà tại sao mình có cái sản phẩm mình đưa ngoại sự vấn đề ngoại sinh đưa vào trong cơ thể? Tôi trong vòng 1 tiếng rưỡi lúc chiều anh Quảng gọi, lúc đó vẫn đang làm cho khách hàng nó, cho cái cháu Điểu Sơn nó,
cái kết quả thì cũng xin nói lên những cái dòng sản phẩm của chúng ta, và tôi rất yêu sản phẩm. Sản phẩm chúng ta đó là công nghệ nano, nó có cái 8, 28.